xin chào các bạn trong bài học hôm nay gà excel hướng dẫn các bạn cách để đánh số thứ tự trong excel bỏ qua ô trống ở đây giả sử mình có dữ liệu của các cái phòng kế hoạch thì có 3 nhân viên đây là phòng tài chính thì có hai nhân viên và phòng tổ chức lao động thì có bốn nhân viên thì ở dưới mỗi các phòng ấy, thì mình sẽ có một cái doanh thu tổng chẳng hạn đúng không đó thì mình có cái doanh thu tổng ở đây thì bây giờ mình cần đánh số thứ tự mà bỏ qua thì bỏ qua các cái ô trống này tức là bỏ qua những cái ô mà, mà tính tổng phụ ở đây đó. Thì để đánh số thứ tự ý, thì có hai cách đánh số thứ tự. Một điện là các bạn đánh số thứ tự liên tiếp theo diễn theo từng nhân viên, tức là gì? Ạ? Đây là 1, đây là 2, đây là 3, ở dưới lên là 4, 5, 6, 7, 8, 9 chẳng hạn đúng không? Thì mình có 9 nhân viên thì mình sẽ đánh số thứ tự từ từ 1 đến 9 và mình bỏ qua những cái ô trống này. Hoặc cách đánh số thứ tự thứ hai á là mình sẽ đánh theo phòng 3 tức là gì ạ là ba cái bạn phòng kế hoạch ấy, mình sẽ đánh là một hai ba tương tự cái phòng tài chính ấy, mình sẽ đánh là một hai và cái phòng tổ chức lao động ấy, mình sẽ đánh là gì ạ một hai ba và và bốn thì mình sẽ có hai cách để đánh số thứ tự đấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cách một nhá cách thứ nhất ấy, là mình sẽ đánh số thứ tự gì ạ theo theo họ tên của nhân viên ở đây tức là mình sẽ đánh từ từ một đến chín và mình sẽ bỏ qua ô trống đúng không đó thì ở đây nhá các bạn sẽ bằng nhá các bạn sẽ dùng cái hàm điều kiện if if để các bạn ấn tab nhá nếu như mà gì ạ? nếu như cái ô bên cạnh tức là cái phòng ở đây này mà bằng gì ạ bằng rỗng thì các bạn mở một kép đóng kép phải bằng rỗng tức là gì ạ tức là những cái ô này này những cái ô này rỗng này đó thì mình sẽ bỏ qua đúng không mình sẽ coi là gì ạ mình sẽ coi nó là gì ạ nó là rỗng mình bỏ qua mình không đánh số thứ tự đúng không trong trường hợp vậy một số bạn ấy, ở đây lại ghi là cái chữ tổng hợp chẳng hạn đúng không thì lúc này thay vì là các bạn chọn d 4 đúng không thì các bạn sẽ chọn là gì ạ là cái ô e bốn này này tức là bất kỳ cái ô nào trong cái hàng này nhá mà các bạn chống ấy, thì các bạn sẽ chọn cái điều kiện ở nó đúng không nếu như mà gì ở đây mà người ta thêm cái chữ tổng nữa chẳng hạn thì lúc này mình sẽ chọn là gì ạ chọn là cái ô e 4 nhá để mình so sánh đúng không nếu như mà d bốn mà bằng rỗng thì các bạn phải các bạn trả về kết quả là gì ạ là rỗng tức là mình sẽ không đánh số thứ tự cho những cái ô trống này đúng không? Phải ngược lại đó ngược lại thì mình mới đánh số thứ tự thì các bạn có thể sử dụng cái hàm cao a nhé đó cao a các bạn mở ngoặc đơn ra cao a của cái gì cao a của cái ô mà cái cột mà chứa ô trống đấy nhá thì các bạn có thể chọn cột e cột d cũng được đúng không còn cột f ấy là nó có liên tiếp cho nên các bạn không chọn đúng không thì ở đây các bạn sẽ chọn là gì ạ các bạn sẽ có thể chọn là E4 đi đúng không? Đó, cộng, ở đây nó vừa công thức nhé Thì các bạn sẽ tích vào F4 rồi các bạn ấn mũi tên sang trái Là nó sẽ là E4 Hoặc các bạn gõ cái chữ E4 trực tiếp ở đây này Nếu như nó vừa công thức đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ ấn hai chấm nhé Và các bạn lại ấn E4 tiếp đúng không? Các bạn sẽ đóng góc đơn này nặng Đó, thì các bạn sẽ tích vào cái E4 đầu tiên này này Các bạn sẽ ấn F4 để cố định cái ô E4 này Đúng không? Đó, các bạn xuống cuối các bạn đóng hoặc đơn lại để xong cái hàm if ở đây mình giải thích nhá. Ở đây nhá, nếu như cái hàm ít ấy bằng rỗng ấy các bạn trả về rỗng là ok các bạn hiểu rồi đúng không? Còn cái hàm cao a nghĩa là gì? Khi mà xuống cái dưới này ấy, thì là gì ạ? Thì cái e4 đầu tiên là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cố định và nó sẽ không bị dịch chuyển, còn cái e4 này nó sẽ dịch xuống đấy. Thì như vậy nó cứ đếm gì ạ? Đếm từ dưới xuống đúng không? Đó. Còn cái ô nào trống ấy là nó trả về trống thì không nói rồi đúng không? Đó. Thì cái cao a này nó sẽ trả về số thứ tự cho các bạn. Đó các bạn enter. đó sau đó các bạn sẽ gì? Tích vào đây các bạn tích nút xuống thôi. Đó đó các bạn thấy chưa Đấy, rất là hay thì nó sẽ đánh số thứ tự, tự liên tiếp này một hai ba này bốn năm nó bỏ qua ô trống này bây giờ các bạn có thể tích vào cái công thức này các bạn kiểm tra nhé thì là gì ạ nếu như mà ô này trống đúng không ví dụ ô này trống này này thì nó sẽ trả về đây là là trống rồi đúng không không nói rồi đúng không còn gì ạ còn cái ô không trống thì lúc này nó thực hiện cái hàm cao a cao a nó sẽ đếm từ gì ạ từ trên xuống dưới ở đây đó các bạn hiểu chưa? Thì nó bỏ qua những cái ô này là trống thì nó không đếm luôn Cao A là cái hàm mà đếm các ô mà có ký tự không trống đúng không Thì đây là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không Cộng với cả cái ô này nữa Thì nó sẽ là gì Là 6 Đó các bạn thấy chưa Đấy Rất là hay ạ Ok Sau cái cách đánh số thứ tự thứ 2 ấy, Tức là mình sẽ diện Ví dụ cái phòng này mình sẽ đánh 1, 2, 3 đến cái phòng tiếp theo mình sẽ đánh một hai và đến cái phòng tiếp theo mình sẽ đánh là một hai ba bốn đúng không đó thì cái này nó hơi phức tạp hơn một chút nhá thì các bạn phải gì ạ các bạn phải lồng hai cái hàm if đó các bạn sẽ bằng này if các bạn ấn tab nhé. nếu như mà gì ạ nếu như cái phòng này này đó cái phòng này mà bằng rỗng phải các bạn trả về ngay là rỗng đúng không bởi vì mình bỏ qua cái ô mà đánh số thứ tự đúng không đó, các bạn phải tiếp theo các bạn lại íp tiếp các bạn ấn tab nhé if nếu như mà gì ạ cái ô trên nó đúng không đó, cái ô trên đó là cái ô gì ạ là cái ô b 3 này này mình đang làm ở công thức ob 4 thì mình sẽ chọn là cái ô b 3 nếu như b 3 mà bằng gì ạ bằng rỗng bằng rỗng phải đúng không nếu như nó bằng rộng thì cái ô dưới này thì mình lại phải bắt đầu lại là từ từ một đúng không đó các bạn hiểu ý không ạ còn nếu như không rỗng ấy thì mình sẽ bằng cái ô trên này đó các bạn gì ạ các bạn cộng với một đúng không nó các bạn sẽ đóng vào đơn này lại thì các bạn lưu ý nhé trong Excel ấy, vì cái OB3 này là text cho nên tech ấy mà cộng với một thì nó sẽ trả về lỗi ngay đấy các bạn nếu như các bạn enter như thế này nó sẽ báo lỗi ngay các bạn bấm enter đi đấy nó sẽ báo value thì thay vì là cái OB3 ấy, thì các bạn có thể là sum của B3 đúng không sum của B3 các bạn đóng vào lại thì các bạn chú ý nhé cái hàm sum ấy thì nó sẽ coi cái ô text đấy sẽ bằng không ví dụ OB3 này là chữ số thứ tự một này, này thì nó sẽ coi là bằng bằng không đúng không? Đó, lúc này các bạn enter mới đúng. Đó. Bây giờ các bạn sẽ tích nút và các bạn kiểm tra nhé Đó các bạn thấy chưa? 1 2 3 1 2. Đó. Ví dụ ở đây nhé tại sao nó lại bằng 1? Thì đầu tiên ý, nó xét cái ô gì này? À, ô bên này mà bằng trống ấy thì nó trả về trống nhưng mà không phải đúng không? d 8 lúc này nó có dữ liệu thì nó không phải là trống nữa. Thì lúc này nó lại xét tiếp ít B7 tức là cái trên này. Nếu như mà nó B7 bằng rỗng thì nó sẽ trả về một đúng không? Đó các bạn thấy chưa? Rất là hay. Còn cái ô dưới này tại sao lại bằng 2 Bởi vì ô trên này bằng 1 thì nó sẽ gì ạ Bằng ô trên cộng với 1 thôi Đó các bạn thấy không nó Rất là hay Thì đây là để các bạn cách để đánh số thứ tự Mà gì ạ Mà bỏ qua những cái ô trống nhá Thì mình sẽ có hai cách để đánh số thứ tự Thì tùy các bạn Các bạn muốn là đánh số thứ tự theo nhân viên Như thế này thì các bạn chọn cái cột C này còn các bạn mà đánh số thứ tự mà theo phòng 3 đấy tức là mình bỏ qua ô trống và đến cái phòng tiếp theo mình lại bắt đầu lại từ đầu là một ấy, thì các bạn sẽ chọn cái cột B này để các bạn làm công thức đánh số thứ tự nhé đó Ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký Kênh để ủng hộ gã Excel cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhá Xin chào và hẹn gặp lại